Vì đã đạt 50.000 người đăng ký nên mình sẽ giveaway cho các bạn một cái dragon vĩnh viễn vào thứ bảy tuần này. Và đến khi mình đạt 55.000 người đăng ký mình sẽ giveaway cho các bạn. Ok quá vĩnh viễn ha các bạn. Vậy thì hãy like và subscribe cho mình đi nào. 10k và 100 Robux, không biết nào mà rẻ như vậy được. Ngoài ra còn có các dịch vụ gaming pass giá rẻ nữa. Chưa kể còn có random mặt drop food nữa. Một shop giá rẻ như vậy thì sao có thể tồn tại? Thật ra là có đó. Các bạn hãy đến ngay dũngrobux.com được mua ngay nhé. Nếu như bạn có một niềm đam mê với drop food thì hãy đến ngay shop mycupshopstore.vn. Ở đây chúng ta có bán áo thun drop food cực kỳ pro VIP, các bạn hãy mua ngay nhé. Thì anh những bạn nào mà chưa biết hoặc đã biết thì có một thanh niên vừa mới ra một cái video nói về việc anh ta đã pull được cái lever ha các bạn. Hay là kiểu như là anh ta gọi là gạt cái cần gạt ha các bạn. Thì thật hư câu chuyện là như thế nào thì mình sẽ giải thích cho các bạn ha. Rồi, thì việc đầu tiên á là anh ta gạt được một cái cần. Gạt thì nhìn nó rất là thật các bạn à. Các bạn có để ý không? Nhìn anh ta một cách anh ta làm gọi là rất thật chắc chắn, đây không phải là fake rồi. Nhưng mà không các bạn, thật sự đây là fake. Rồi, chúng ta cùng xem video để biết ha. Thì nói chung á, thì anh bạn này mình đã xem rất là lâu rồi. Và những video của anh ta gọi là làm về những cái chủ đề đó chính là những cái chủ đề giống kiểu là những cái việc bí ẩn gì đó, những cái vị trí bí ẩn, cách để lấy 10.000 level gì đó kiểu vậy. Thì anh ta là một editor rất là giỏi các bạn ạ, mình thật sự mình rất là nể anh ấy luôn. Và mình nhiều khi mình cũng chả biết anh ta edit kiểu gì trong mỗi cái video nữa. Đấy, việc anh ta edit rất là đỉnh các bạn à. Mình nói thật là rất là clean luôn á, kiểu là nhìn phát mình cứ tưởng thật luôn á các bạn. Kiểu vậy. Nếu như mà không anh ta không nói anh ta edit á thì chắc chắn là mình nghĩ thật rồi. Nhưng mà video này anh ta không hề nói anh ta edit. Nhưng mà tại sao mình vẫn biết anh ta edit? Thì đương nhiên rồi các bạn. Vì hiện tại cái puzzle này rất là khó. Và cái tiếp theo á là nếu mà anh ta là người thật sự lấy được á thì chắc chắn là anh ta đã ra một cái video hướng dẫn cách lấy rồi. Bởi vì nếu mà anh ta ra cái video hướng dẫn cách lấy á, chi tiết đầy đủ á thì nó sẽ nhiều view hơn á là việc anh ta gọi là gạt cái cần. Đúng không các bạn? Thì như vậy á thì có nghĩa là việc anh bạn này chỉ gạt cái cần chỉ là làm edit thôi các bạn. Anh bạn này rất là chuyên nghiệp trong việc edit. Cho nên mình cứ nghĩ là cái thật các bạn à. Nhưng mà không nha. Thật sự là không phải. Thì để tránh việc các bạn gọi là cứ tin vào cái ông anh bạn này. Nhưng kiểu là các bạn cứ kêu ông này là chỉ các bạn gọi là cách để lấy được cái rare bargaining đi thì thôi mình chịu rồi đó. Ông này thật ra là chỉ làm video edit thôi. Đấy, rất là giỏi các bạn à. Cho nên á, các bạn hãy đừng có tin vào ông này nha. Mình chỉ làm video như vậy thôi. Thì thật sự là mình cũng khá là nể phục ông này đấy. Bởi vì làm video rất là hay. Và kiểu như là edit rất là tuyệt vời các bạn. Thật sự là như vậy. Thì nói chung là video mình chỉ có vậy thôi ha. Thì đến khi nào mà mình biết được cách lấy Crea Awakening á thì mình sẽ ra video sớm nhất cho anh em nha. Rồi, tạm biệt anh em.